Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh vạc nhé. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì con vạc bắt đầu di cư về khá là mạnh rồi các bác. Hôm nay thì quay cho các bác xem là về cái mô hình đánh lưới tàng hình cũng như là cộng với bàn dập này. Đối với cái bàn này thì năm nay nó không được đẹp như là vụ mùa của năm ngoái các bác. Năm nay là đánh trông chênh ở giữa đầm. Đó ra là con vạc nó về là tưởng thường là nó cứ nhảy tưng tưng này nhỉ. Đấy, bàn dập đánh ở trên bờ to này. Đấy, con dàn vạc mồi kia. Vạc mồi thì đánh mấy hôm thì được 3 con, 4 con ấy. Thì bây giờ thì nó khá nhiều rồi. Cần chục con vạc mồi rồi. Cố lấy tầm khoảng 20 con anh ạ. Đấy, để nuôi đánh một phát là đến vụ mùa chim di cư luôn. Vạc hơi nhát anh ạ. Chưa quen lắm. Bởi vì mới bắt về. Thì đánh vạc thì cần tổng cộng là 4 cái loa anh ạ. Tổng là 3 loa toa Indo 10W. Thì hai con toa là đánh tứ gọi, còn một con loa chắc kèn, một con loa toa Indo đây này, cọc đây này, thì đánh tiếng cắn anh em. Nên bàn dập đây, bàn dập này thì chiều dài của nó là 25m đây anh em. Đây, bàn dập là 25m đây này, đây, tính đây. Đây các bạn. Đấy, đánh này mà đằng sau nó có một cái sườn cây như là vụ bàn tháng 8 kìa anh em kìa. Năm nay chủ đầm cây lúa đây này. Cái bàn của nó đấy. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Đấy, sườn cây này. Thì con vạc nó kín, kể cả ngày anh em đánh vẫn ok, vẫn xuống, nhưng mà vạc này mà sáng ra về là nhiều khi là trợn không dám xuống anh em, bởi vì bàn nó thoáng quá, nó trông chênh mất. Đánh mặt nước đầm này thì nó không được rộng đâu. Đập này thì tính từ đây lên đến cái sườn nhà trên kia nó rơi vào tầm khoảng chắc nó phải có mười mấy mẫu anh ạ. Đấy, nhưng mà bèo này với cả rau muống không biết nó tràn ra nhiều quá. Đấy, mô thì mấy bữa này triển khai chỗ đầu con vạc cái cách ra tầm mét, tầm hôm nay triển khai luôn tầm khoảng 20 mô để cắm thêm nhựa, còn lưới tăng hình đánh quay hết rể ngoài kìa anh em kìa. Đấy, con nào trần ra ngoài bãi rau muống hoặc bãi cỏ thì là nó dính ở ngoài đấy. Đấy, đâm ra là đánh hơi xương cái là ở chỗ này đánh là đang bị tròng trành. Đấy, bụ đằng ngoài đánh ở bên kia thì đẹp quá. Đấy, còn chích gà sâm thì đánh ở đằng sau cái sườn cây bạch đàn thì bên đấy nó vẫn là một cái đầm bỏ không anh ạ. Đấy, đầm đấy nó tầm 20 mẫu. Đấy, nó chạy từ trên chỗ cây to kìa. Đấy, chạy một phát hết vào trong chỗ khu ủy ban xã kìa. Đấy, chỗ rừng cây kìa. Đấy là ủy ban. Cái đầm này thì đầu năm là đánh te mới đánh rễ đuôi xòe ở đây này. Đấy. Còn bây giờ thì bàn vạc nó nằm ở đây. Đấy, còn bàn én nằm ở đây. Bàn rễ run nằm đầu trên kìa anh em kìa. Rễ run thì mới đánh được tầm 500m ấy, đủ 500m lưới rồi. Thì vụ tháng 3 đánh thế thôi anh em ạ. Bởi vì chim nó về nó không đàn đông. Đấy, nhiều khi là chim về là gọn hết. Đấy, bắt được hết rồi. Đấy, lát nữa lên quay cho anh em xem bàn chim dễ run thì chả biết nó được nhiều không. Sáng ra là thường thường là cho vạc ăn xong bắt đầu là về nghỉ ngơi anh em. Một tối hôm qua không đánh được vạc, không có vạc đi, thời tiết mưa đẹp ghê nhưng mà gió nó về đêm to. Đấy, đánh dập này thì có một con mồi đây, đó là bàn vạc anh em nhé. Ok anh em.